Thì trước khi tham gia khóa học ấy, mình cũng đang hay bị gắn mác là PT cỏ. Là em tên là Nguyễn Phương Đức, em đang làm việc tại Start Philip ở Bắc Giang. Vừa rồi thì cũng may mắn được tham gia một khóa học bên mình. Mình đã biết đến HRI qua Facebook cũng như là trang cá nhân của chị Linh. Sau đó thì mình cũng tìm hiểu về chất lượng đào tạo cũng như là kiến thức chuyên môn của HT mà mình đã quyết định học. Trong quá trình học ấy, mình đã được lấp đầy những cái lỗ hổng về kiến thức cũng như là cách tư duy trong cái tư duy bán hàng cũng như là tư duy để xác định tệp khách hàng mình muốn hướng tới trong tương lai, và cũng xác định một cái tư tưởng vững chắc về nghề nghiệp hiện tại và trong tương lai sẽ phát triển như thế nào. Thì trước khi tham gia khóa học ấy, thì mình hay bị định nghĩa là giờ trên thị trường nó có hai dòng PT, một là PT cỏ, hai là PT chuyên nghiệp. Thì mình cũng đang hay bị gắn mác là PT cỏ. Vậy nên là mình muốn tìm hiểu một khóa học chuyên sâu để lấp đầy những cái lỗ hổng kiến thức và cũng làm cho mình có một sự gì đó khác biệt hơn so với những bạn PT trên thị trường hiện tại. Mình thấy bản thân mình đã có một cái tư duy một cách rất là rõ ràng, một cái khả năng có thể lên được một lịch tập cho bất kể một khách hàng, từ những khách hàng từ trẻ nhỏ cho đến là những cái người mà đã có độ tuổi từ trung niên, những người già, hay là những cái cây nó có những vấn đề cơ bản như là gù lưng hay là đau mỏi vai gáy, hoặc là có thể là thoát vị đĩa đệm, một số những cây khó thì mình cũng đã biết để khắc phục những cái khó của họ để làm sao để họ cải thiện được vấn đề về cuộc sống. Khi mình kết thúc khóa học thì cái dự định tới đây của mình là mình sẽ muốn trải nghiệm thêm và củng cố thêm cái kiến thức của mình cũng như là cái nghề nghiệp của mình hiện tại đang hướng đến. Thì mình muốn trải nghiệm ở một số nơi, như hiện tại là mình đang muốn về Bắc Giang để làm thêm, cũng như là mình sẽ tích lũy thêm bản kiến thức cho bản thân.